chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt News TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay xin gửi đến quý khán giả bản tin cực nóng sau đây. Kính thưa quý vị, tin vui cho cả nước, Mỹ có kế hoạch lập trung tâm huấn luyện Hamas ở Cộng sản Bắc Việt. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đánh giá kết quả phối hợp thực hiện Nghị định số 96 của Việt Nam Cộng Hòa về quân đội Hoa Kỳ đang lên kế hoạch thành lập một trung tâm huấn luyện ở Cộng sản Bắc Việt để hướng dẫn các đồng minh châu Á-Thái Bình Dương cách triển khai hệ thống pháo phản lực cơ động cao Hamas. Một tướng hàng đầu của Hoa Kỳ cho VOA biết, trong bối cảnh nhu cầu về các hệ thống này ở Đông Nam Á tăng cao sau những thành công của loại vũ khí này trên chiến trường Ukraine, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả phối hợp với Mỹ trong thực hiện Nghị định 96 này của Việt Nam Cộng Hòa về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống xâm phạm lãnh thổ từ Trung Quốc, tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng trên Biển Đông. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng Hòa, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chủ trì dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh có đồng chí Nguyễn Thị Hành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong năm 2022, lực lượng Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân đã phối hợp với Mỹ triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả Nghị định số 03 của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Trọng tâm là phối hợp tham mưu cho Đảng Cộng sản, Nhà nước kịp thời xử lý các tình huống phức tạp về quốc phòng trên bộ và trên Biển Đông do Trung Quốc cưỡng chiếm trong thời gian qua. An ninh bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn và các sự kiện chính trị mà Việt Nam Cộng Hòa mới trở về tái lập hòa hợp dân tộc. Đối ngoại quan trọng của đất nước, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động, tình hình tội phạm được kiềm chế, tích cực phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai. Hai bên Mỹ Việt Nam Cộng Hòa đã phối hợp hiệu quả trong bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước. Kết quả phối hợp giữa Bộ Quốc phòng Mỹ và Bộ Công an Quốc phòng Việt Nam Cộng sản trong thực hiện Nghị định số 96 đã được hai đảng Việt Nam Cộng Hòa và Đảng Cộng sản Bắc Việt cùng hai nhà nước, nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Đối với nhiệm vụ năm 23, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thống nhất sẽ tiếp tục phối hợp với Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa, cụ thể hóa và tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ các chiến lược, nghị định, kết luận, đề án quan trọng của hai đảng Cộng sản và Đảng Cộng Hòa, Nhà nước Việt Nam Cộng Hòa về quốc phòng an ninh, chủ động tham mưu cho Đảng Cộng sản, Nhà nước Cộng sản Việt Nam ban hành các chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, tạo môi trường an ninh an toàn lành mạnh phục vụ triển khai kinh tế xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp vận động quần chúng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh của Việt Nam Cộng Hòa vững chắc đề xuất vừa qua. Tư lệnh Mỹ phát biểu, chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn sơ bộ ở đây, nhưng đó sẽ là một khu vực mà chúng tôi có thể kéo nhiều quốc gia đến một địa điểm. Tư lệnh Quân đoàn 5, Trung tướng John Kalatkowski, người chịu trách nhiệm về các hoạt động của quân đội Hoa Kỳ dọc theo châu Á-Thái Bình Dương thuộc Biển Đông, cho VOA biết trong một cuộc phỏng vấn được độc quyền vào tối ngày 9 tháng 2. Tin tức này được đưa ra khi Bộ Ngoại giao Hà Nội hôm 7 tháng 2 phê duyệt khả năng mua 23 giàn phóng Hamas cho Cộng sản Việt Nam, cùng với hàng trăm hệ thống tên lửa phóng loạt có điều khiển VMLAS và hàng chục hệ thống tên lửa chiến thuật của lực lượng quân Việt Nam Cộng Hòa. Chính phủ Hà Nội muốn sắm các loại vũ khí này với giá trị ước tính khoảng 13 tỷ đô la. Chương trình Hamas được đề xuất sẽ dành cho các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương và Đông Nam Á, mà Mỹ được bán các hệ thống pháo tầm xa cho quân đội của họ, bao gồm các quốc gia như Việt Nam Cộng Hòa, Cộng sản Bắc Việt ở phía đông của Biển Đông. Họ nhìn thấy sự tàn bạo của những gì đang diễn ra ở Ukraine và có cảm giác cấp bách có mục đích. Tất cả 11 quốc gia đoàn kết để cùng nhau bảo vệ hiệu quả lãnh thổ Đông Nam Á do Trung Quốc đang tiếp tục cưỡng chiếm và xây dựng đảo nhân tạo trên Biển Đông cùng về nền kinh tế thao túng Đông Nam Á, tướng Kalatkowski nói. Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevit nói với VOA hồi đầu tuần này rằng một trong những bài học lớn nhất rút ra được từ cuộc chiến ở Ukraine là vũ khí tầm xa là cực kỳ quan trọng. Hamas đã được ghi nhận là đã thay đổi động lực của cuộc chiến. Còn Estonia mua 6 đơn vị Hamas dự kiến sẽ được giao trong
khung thời gian 2024 đến 2025, một trong đội Hamas của Mỹ đang cung cấp thêm khả năng phòng thủ ở Baltic và ở Biển Đông, cho biết trung đội này cũng đang cho phép các lực lượng Estonia bắt đầu huấn luyện với các hệ thống tên lửa ngày hôm nay để họ sẵn sàng sử dụng chúng từ ngày đầu tiên. Ông Kalat Kesetki cho biết Học viện Hamas được đề xuất tại Đông Nam Á sẽ là một công trình tương tự với Học viện huấn luyện xe tăng Abraham được mở gần Biển Đông trên đảo Trường Sa lớn do Việt Nam Cộng Hòa quản lý. Vào năm ngoái, để thực lực lượng Việt Nam Cộng Hòa làm quen với loại xe tăng chiến đấu chủ lực Abraham do Mỹ sản xuất. Việt Nam Cộng Hòa là đồng minh châu Á Thái Bình Dương đầu tiên mua xe tăng Abraham, đã mua được 320 chiếc xe M1A2 Abraham vào năm ngoái và 172 chiếc xe tăng M1A1 Abraham đầu tháng Giêng năm nay. Theo ông Kalat Sekti, một phần của chương trình Abraham bao gồm một hình thức học thực hành, trong đó có các lực lượng Việt Nam Cộng Hòa được gắn kết với các đơn vị xe tăng lục quân để học cách bảo vệ, bảo dưỡng và khai hỏa xe tăng. Kể từ khi Học viện Abraham mở cửa vào mùa hè năm ngoái, một lớp học viên điều khiển xe tăng của Việt Nam Cộng Hòa cùng Cộng sản Bắc Việt và lớp học viên bảo trì đã tốt nghiệp học từ học viện này. Việt Nam Cộng Hòa đã nhanh chóng trở thành một trung tâm quân sự ở châu Á Thái Bình Dương cho các lực lượng của Hoa Kỳ ở Đông Nam Á đã và thẳng thắn ủng hộ việc gửi xe tăng phương Tây tới Cộng sản Bắc Việt và Đông Nam Á nếu như cuộc chiến do Trung Quốc phát hành trên Đài Loan. Mối đe dọa hiện hữu, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Borodik Sekki hôm 4 tháng 2 cho biết Ba Lan đã bắt đầu huấn luyện cho quân đội Ukraine sử dụng xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất. Khi được hỏi liệu Học viện huấn luyện xe tăng Abraham Ba Lan có được sử dụng để huấn luyện cho binh sĩ Ukraine hay không, ông Jolat Sekki nói với VOA rằng hiện vẫn chưa có quyết định về việc đó. Sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyên bố vào tháng trước rằng Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho Việt Nam Cộng Hòa và Cộng sản Bắc Việt xe tăng Abraham cùng với Ba Lan, Lầu Năm Góc kể từ đó cho biết họ sẽ cần sắm thêm xe tăng này vì kho vũ khí dự trữ của Mỹ không có dư. Tuy nhiên, xe tăng Leopard 2 và xe tăng Challenger 2 do Anh sản xuất dự kiến sẽ đến chiến trường của miền Bắc Cộng sản Bắc Việt sau ngay khi quá trình huấn luyện ở tại Ba Lan hoàn tất. Xe tăng đang được chờ đợi rất nhiều và tôi thật sự hy vọng rằng chúng ta không quá muộn cho điều đó, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Cộng Hòa nói với VOA. Khi được liệu hỏi có thực tế không khi kỳ vọng quân đội Việt Nam Cộng Hòa sẽ có xe tăng Leopard 2 hoặc Challenger trong vòng vài tháng tới, tướng Zelensky trả lời, tôi nghĩ là có. VOA đã yêu cầu Lầu Năm Góc cho phép tiếp cận lực lượng Hoa Kỳ đang huấn luyện quân đội Việt Nam Cộng Hòa ở Cộng sản Bắc Việt và Học viện huấn luyện xe tăng Abraham ở Việt Nam Cộng Hòa, nhưng không được cho phép. Trong phần còn lại của chương trình là bản tin quốc tế, tạp chí Mỹ-Nga chuẩn bị gần 5.800 xe tăng thiết giáp cho trận đánh lớn. Nga được cho chuẩn bị gần 4.000 xe thiết giáp, 1.800 xe tăng cùng hàng nghìn khí tài khác cho trận đánh lớn ở Ukraine khi chiến sự giữa hai bên sắp tròn một năm. Truyền thông Mỹ đưa tin, tạp chí Foreign Policy Mỹ dẫn nguồn tin từ một quan chức quân sự ẩn danh của Kiev cho hay Nga dường như đã chuẩn bị 1.800 xe tăng, 3.950 xe bọc thép và 2.700 hệ thống pháo, 810 hệ thống hỏa lực phóng loạt, 400 máy bay chiến đấu và 300 trực thăng cho chiến dịch tấn công quy mô lớn ở Ukraine. Nguồn tin cũng cho rằng lực lượng Nga trong lãnh thổ Ukraine dường như đã lên tới mức 300.000 quân. Theo Foreign Policy, con số này dường như lớn hơn nhiều quy định của một lực lượng Nga sử dụng khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine ngày 24 tháng 2 năm ngoái. Mặt khác, nguồn tin nói lần này Nga tập trung quân ở chiến trường miền Đông. Trước khi đó, một quan chức Mỹ nói với Foreign Policy rằng Nga đang tăng tốc điều động binh sĩ tới chiến trường để bù đắp cho những quân nhân đã bị loại khỏi vòng chiến, chết, đó chiến đấu ở các trận đấu đối đầu quyết liệt tại Bunmut và Solenda, hai chậu lửa miền Đông. Lần này, Nga có thể sẽ đưa số quân lớn hơn nhiều so với làn sóng đầu tiên. Trong 10 ngày tới, chúng tôi dự kiến Nga đã mở một đợt chiến dịch tấn công quy mô lớn mới, nguồn tin nói. Nga chưa bình luận về thông tin mà Foreign Policy cung cấp. Trước đó, phía Ukraine từng cho biết họ dự đoán Nga có thể mở trận đánh mới vào dịp tròn một năm chiến sự bùng phát. Giới chức Ukraine và các chuyên gia nhận định trận đánh lần này có thể tập trung vào khu vực miền Đông. Mặt khác, các tổ chức Viện Nghiên cứu Chiến lược ESQL của Mỹ cho rằng Nga dường như đang bắt đầu tấn công vào các mục tiêu ở Lugansk, Donbass, nhưng Ukraine đã ngăn Moscow đạt được các bước tiến lớn trong chiến trường.
Trong lúc này, Nga nêu điều kiện chấm dứt xung đột ở Ukraine. Xung đột ở Ukraine sẽ chấm dứt khi phương Tây ngừng cuộc chiến, ủy quyền chống lại Nga. Nhà ngoại giao cấp cao của Nga cho biết, tất cả chúng ta đều hy vọng hòa bình khi những người đang ủng hộ xung đột này ngừng cuộc chiến ủy quyền chống lại Nga bằng việc dùng người Ukraine thế thân khi họ có quan điểm thực tế hơn về những nỗi lo ngại mà chúng tôi đã nêu rõ ngay từ đầu. Một câu nói mà tự phỉ báng mình. Tôi cho rằng tiếng vọng hòa bình sẽ trở nên vô rõ ràng hơn. Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hiệp Quốc Valesi Balazsjerman ngày 7 tháng 2 cho biết, xung đột Nga-Ukraine sắp bước sang năm thứ hai khi các cuộc hòa đàm tiếp tục bế tắc. Mất cầu cho rằng Mỹ và các đồng minh NATO đang can thiệp ngày càng sâu vào cuộc xung đột với việc liên tục cung cấp vũ khí hiện đại cho Ukraine. Mỹ và các đồng minh đang cố gắng kéo dài cuộc xung đột lâu nhất có thể, và để làm được điều này thì họ bắt đầu cung cấp những vũ khí tấn công hạng nặng cho Ukraine. Đồng thời họ cũng khuyến khích các lực lượng vũ trang Kiev giành lại những khu vực do quân đội chúng tôi kiểm soát, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 7 tháng 2 bình luận. Ông cũng cảnh báo những động thái này trên thực tế đang dần kéo các quốc gia thành viên NATO vào cuộc xung đột, và điều này có thể dẫn đến sự leo thang ở mức không thể lường trước được. Tuy nhiên, phương Tây nhiều lần bác bỏ những chỉ trích này của Moscow, nhấn mạnh những vũ khí cung cấp cho Ukraine chỉ nhằm mục đích giúp Ukraine phòng vệ, không gây ra mối đe dọa tấn công vào lãnh thổ Nga. Ukraine tiếp tục kêu gọi các đồng minh, đối tác phương Tây đẩy nhanh tốc độ viện trợ khí tài giúp nước này ngăn chặn đà tiến công của Nga, đồng thời để thực hiện chiến dịch phản công sớm chấm dứt xung đột. Nói về triển vọng hòa đàm chấm dứt xung đột, ông Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng An ninh Quốc phòng Ukraine cho biết, trước tiên, Nga phải đáp ứng những điều kiện của Kiev. Các điều kiện này gồm Nga rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine, chịu trách nhiệm trước tòa án quốc tế, bồi thường thiệt hại, và cuối cùng là Ukraine có được cam kết an ninh của bên. Các bên, ông nhấn mạnh Kiev sẽ không bao giờ nhượng bộ về lãnh thổ. Trong khi đó, hãng thông tấn TASS dẫn lời Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói rằng ở hậu trường, giới chức Ukraine đang thảo luận về kịch bản bán đảo Triều Tiên. Kịch bản này, tức là Ukraine nhỏ hơn được Mỹ ủng hộ, có thể phát triển ở mức độ như Hàn Quốc, trong khi vẫn tuyên bố chủ quyền với các lãnh thổ bị kiểm soát. Cuộc chiến tranh Triều Tiên từ năm 50-53 kết thúc với một hiệp định đình chiến. Theo hiệp định này, vĩ tuyến 38 được khẳng định là giới tuyến phân chia giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, với một khu phi quân sự được thiết lập ở biên giới hai bên, cũng giống như Việt Nam tại vĩ tuyến 17 Nam Bắc mà hiệp định Paris đã ban hành, nhưng do Cộng sản Bắc Việt phá hủy hiệp định thường chiếm miền Nam. Hôm nay, truyền thông Ukraine đưa tin ở Donetsk có vụ nổ. Moscow Transnistria.org đưa tin về vụ nổ ở Donetsk Borodochok. Còi báo động phòng không vang lên ở một số tỉnh Ukraine. Lệnh báo động không kích đã được ban bố ở Donetsk của Ukraine cũng như các tỉnh Sumy, Polotava, Kharkov. Theo dữ liệu bản đồ trực tuyến của Bộ đổi chiến kỹ thuật số Ukraine, còi báo động cũng vang lên tại vùng lãnh thổ do Kiev kiểm soát ở DNR và Zaporizhia. Các cuộc tấn công đáp trả nhằm vào cơ sở hạ tầng Ukraine của lực lượng vũ trang Nga bắt đầu ngày 10 tháng 10 năm 22, chỉ 2 ngày sau vụ tấn công khủng bố vào cầu Crimea của Nga. Chính quyền Nga cho rằng các cơ quan đặc nhiệm Ukraine đứng đầu sau vụ tấn công trên. Các cuộc đáp trả được thực hiện nhằm vào các cơ sở năng lượng, đơn vị công nghiệp quốc phòng, chỉ huy quân sự và thông tin liên lạc trong cả nước. Trong khi đó, lực lượng vũ trang Nga đã ngăn chặn nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm vượt sông Dnieper. Moscow và các lực lượng vũ trang của Liên bang Nga đã ngăn chặn nỗ lực vượt sông Dnieper của quân đội Ukraine ở khu vực Nova Kalachovka, tiêu diệt khoảng 100 quân địch, đại diện các dịch vụ khẩn cấp của khu vực Kherson nói với các phóng viên. Ngay từ sáng đã có âm mưu vượt qua sông ở khu vực Kharkov Donetsk. Âm mưu này đã thất bại ở bờ bên kia khi nhận thấy một lượng lớn xe chiến đấu bộ binh và lực lượng pháo binh đã nã đạn về phía đó. Kết quả, 6 xe chiến đấu bộ binh, 3 thuyền, lên tới 100 quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị tiêu diệt, ông nói.